Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry Podcast. Còn nhớ cách đây một thời gian, cả nước, đặc biệt là những người yêu thích lịch sử, đã xôn xao về sự việc mà môn lịch sử có thể sẽ trở thành môn học tự chọn trong chương trình giáo dục trung học phổ thông tại Việt Nam. Battle Cry thì không phán xét và cũng không đủ tư cách cũng như trình độ để phán xét về quyết định này là đúng hay sai. Tuy nhiên thì sự việc này làm kênh nhớ ngay tới cái tên Ukraine, khi lịch sử ở quốc gia này đã bị coi nhẹ và nó tạo mầm mống cho những kẻ xét lại lịch sử, tạo ra những thứ ngụy sử khi trật tự lịch sử bị đảo lộn, mọi khái niệm tốt xấu của quá khứ cũng bị xáo trộn. Những kẻ sát nhân man rợ thì được đưa lên thành anh hùng, đưa đất nước này vào trong sự hỗn loạn. Hãy cùng tìm hiểu về quá trình ngụy sử đã đầu độc Ukraine như thế nào và sự trở lại của phát xít nhé. Chào mừng đến với Battle Cry Podcast. Mọi câu trả lời thì đều phải được tìm kiếm trong những lịch sử sâu xa nhất. Chúng ta cần phải trở về những năm tháng máu lửa khốc liệt của thế giới. Đệ nhị thế chiến, cuộc chiến thảm khốc nhất trong lịch sử, đã cướp đi sinh mạng của 27 triệu người dân Liên Xô. Tuy nhiên thì có một điều mà ít người biết đến, đó là trong số 27 triệu người này, thì không phải ai cũng ngã xuống để bảo vệ tổ quốc của mình. Có không ít kẻ trong số này đã quay lưng với tổ quốc, với dân tộc, thẳng tay thảm sát những người dân vô tội, những người được cho là đồng bào với mình. Đầu tiên thì trước khi đi vào câu chuyện chính, chúng ta cần phải nhắc tới hai tổ chức của Ukraine trong cuộc thế chiến thứ hai. Đó là tổ chức những người dân tộc Ukraine, viết tắt là OUN, và quân nổi dậy Ukraine, viết tắt là UPA. Các bạn hãy nhớ hai cái tên này nhé. Ngày 30 tháng 6 năm 1941, quân đội Đức Quốc xã đã thâm nhập Ukraine. Tổ chức OUN thì tuyên bố một nhà nước Ukraine độc lập. Lời tuyên bố đưa ra và nói rằng nhà nước này sẽ làm việc chặt chẽ với nước Đức Quốc xã vĩ đại dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Adolf Hitler để hình thành một trật tự mới ở châu Âu và thế giới, và đang giúp nhân dân Ukraine giải phóng mình khỏi sự chiếm đóng của đám Moscovite. Moscovite là những người Nga bản địa. OUN thì đã hoạt động tích cực trong việc quấy rối và phá hoại chống lại Hồng quân Liên Xô trong Thế chiến thứ hai, cho tới khi Đức Quốc xã thất bại trong cuộc chiến này. Tổ chức này thì vẫn còn tồn tại dưới sự bảo trợ của các thế lực thù địch với Liên Xô. Theo Stephen Dorin, tác giả của cuốn MI6 Bên trong màn che thế giới bí mật của cơ quan tình báo Hoàng gia, xuất bản năm 1946, thì dưới sự bảo trợ của tổ chức tình báo MI6, OUNB đã được tái lập. Tổ chức này nhận được sự hỗ trợ từ MI6 kể từ năm 1930. Một phe của tổ chức Bandera cùng với Milorka Levet trở nên có quan hệ chặt chẽ với CIA. Và mọi thứ chỉ thực sự chấm dứt vào năm 1959, khi thủ lĩnh của tổ chức này là Stepan Arievich Bandera bị điệp viên Bohdan Stanitsky của cơ quan tình báo an ninh Liên Xô KGB ám sát. Qua tổ chức này thì chúng ta cũng có thể thấy bản thân tư tưởng phát xít cũng không phải thứ từ trên trở rơi xuống hay từ bên ngoài truyền vào, mà cũng là thứ đã tồn tại bên trong đất nước Ukraine từ rất lâu. Tiếp theo thì là UPA. Đây là một chi nhánh khác của OUN. Tổ chức này được thành lập vào năm 1942. Nếu OUN chỉ hoạt động chống lại quân đội Liên Xô, thì UPA là những tên đồ tể thẳng tay tàn sát hàng trăm ngàn người dân vô tội, từ người Ba Lan, người Do Thái, người Nga, cho tới chính cả những người Ukraine mà không cùng phe với chúng. Trong đó thì nổi tiếng nhất là vụ thảm sát người Ba Lan ở Volhynia và Đông Galicia. Đỉnh điểm của vụ thảm sát diễn ra vào ngày 11 tháng 7 năm 1943 và tiếp tục diễn ra trong tháng 7 và tháng 8 năm đó. Hầu hết thì các nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Những hành động của đám UPA này đã cướp đi sinh mạng của khoảng từ 35.000 đến 60.000 người Ba Lan ở Volhynia và khoảng 25.000 đến 40.000 người khác ở Đông Galicia. Tổng số từ 76.000 đến 106.000 nạn nhân thương vong. Các vụ tấn công trực tiếp liên hệ tới các chính sách của Bandera. Sau khi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, quân đội Cộng sản Ba Lan và quân đội nhân dân Ba Lan đã chiến đấu toàn diện để chống lại UPA. Nhưng UPA thì vẫn hoạt động và chiến đấu chống lại Cộng hòa nhân dân Ba Lan cho đến tận năm 1947 và tiếp tục chống lại Liên Xô cho tới năm 1949.
Trên đây chính là những tổ chức dân tộc cực đoan đã rút kiếm chống lại chính dân tộc mình, sẵn sàng xuống tay với những người dân vô tội. Các bạn có thắc mắc rằng tại sao mình lại nhắc đến những tổ chức từ thời xa xưa vốn đi vào dĩ vãng rồi không? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Mình nhắc đến hai tổ chức này ở trên là đều có lý do cả. Khi những kẻ giết người hàng loạt, những tay đa phủ sẵn sàng xuống tay giết hại chính đồng bào của mình năm xưa, nay lại được tôn vinh như những người anh hùng ở Ukraine. Sự đảo lộn đó bắt đầu từ việc xét lại lịch sử và ngụy tạo lịch sử của Ukraine. Quay trở lại thời gian đầu, khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt, ngày 25 tháng 2, Tổng thống Ukraine Zelensky đã có bài phát biểu dài gần 10 phút, lên tiếng bác bỏ cáo buộc của ông Putin rằng: "Bạn được nghe nói rằng chúng tôi là phát xít. Làm thế nào mà một dân tộc có thể là phát xít được khi mà đã hy sinh 8 triệu sinh mạng để tiêu diệt chế độ quốc xã?" Không biết là ông Zelensky có phải vứt hết liêm sỉ của mình rồi không mà vẫn còn thốt ra được câu nói đó, khi mà chính đất nước của ông thời nay đã cố gắng phủi sạch những giá trị Liên Xô để lại và đưa những kẻ sát nhân thành những anh hùng được giới trẻ ca ngợi. Sự đầu độc tư tưởng của giới trẻ Ukraine bắt đầu bằng việc vào ngày 22 tháng 1 năm 2010, Tổng thống Ukraine Viktor Andriyovich Yushchenko đã truy tặng Bandera, thủ lĩnh của OUN, mình có nói trên, danh hiệu anh hùng Ukraine. Sự việc này chính là phát súng khai màn cho sự trở lại của chủ nghĩa phát xít tại Ukraine. Trong những năm tiếp theo, các tổ chức dân tộc cực đoan sau hàng chục năm chờ đợi trong bóng tối đã ngóc đầu dậy hoạt động trở lại và bắt đầu có tuyên truyền, hay nói đúng hơn là tẩy não giới trẻ bằng việc đánh tráo khái niệm những công lao mất mát to lớn của các thế hệ đi trước để bảo vệ tổ quốc là bị biến thành những thứ chống lại sự độc lập của Ukraine. Những kẻ sát nhân man rợ như đám Bandera thì được biến thành anh hùng, thành lãnh tụ vĩ đại, được giới trẻ Ukraine tôn sùng. Thực tế thì không khó để bắt gặp hình ảnh những người Ukraine trước năm 2014 đã giơ những tấm ảnh hay biểu ngữ ca ngợi ông ta. Năm 2014, phong trào Euromaidan nổ ra. Nhờ hiệu ứng từ phong trào này mà các thành phần cực đoan đã bắt đầu đem máy móc tới kéo đổ nhiều tượng đài thời Liên Xô. Trong đó thì có tượng đài chiến sĩ Xô Viết tại thị trấn Styria, tỉnh Lviv. Bức tượng dùng để tưởng nhớ tới hàng nghìn chiến sĩ Ukraine đã hy sinh bảo vệ quê hương khỏi sự xâm chiếm của quân phát xít. Và tiếp theo đó là tượng đài của lãnh tụ Lenin ở quảng trường tự do Kiev cũng đã bị phá bỏ trong tiếng hô vang vinh quang Ukraine. Kể từ thời điểm đó, trong những năm tiếp theo, khẩu hiệu vinh quang Ukraine, vinh quang anh hùng đã trở nên rất phổ biến và thường được sử dụng trong các hoạt động chính trị hiện đại ở Ukraine. Nhìn chung thì chính quyền Kiev khi đó có thái độ rất dị thường. Một mực thì họ cũng không chấp nhận các cáo buộc mầm mống phát xít đang trỗi dậy ở đất nước họ, kể cả khi hình ảnh của Stepan Bandera tràn ngập khắp thủ đô Kiev. Thực tế thì chúng ta vẫn thường nghĩ rằng khi mà Adolf Hitler ngã xuống, Đức Quốc xã lẫn chế độ phát xít của ông ta đã biến mất khỏi thế giới này. Tuy nhiên thì phát xít là một hệ tư tưởng, chứ không phải là một tấm tượng đài làm bằng đá. Vì thế mà nó ngã xuống, nhưng mầm mống của nó thì vẫn còn tồn tại dai dẳng như những thứ ung nhọt. Bản chất của phát xít đó là tư tưởng cực đoan, mà đã là cực đoan thì không khác gì loài cỏ dại cả. Con nhổ thì cũng không thể nhổ sạch được. Những người một khi bị tiêm nhiễm loại tư tưởng này sẽ rất khó để loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống của mình. Như mình đã nói trên, sau khi quân Đức bại trận, UPA thì vẫn tiếp tục chiến đấu chống lại chính quyền Xô Viết. Các thành viên của tổ chức này không chỉ bài trừ người Do Thái, mà thực ra họ còn bài trừ cả người Nga nữa. Mọi người thì không để ý tới sự tồn tại của họ, vì họ chỉ được xem như tàn dư thời hậu phát xít. Nó quá nhỏ bé để lo sợ. Thế nhưng mà tổ chức này thì nó vẫn tồn tại và ẩn nấp trong bóng tối để đi cùng với sự phát triển của thế giới. Nếu Nga kế thừa di sản sau Liên Xô sụp đổ, thì những thành viên của UPA cũng kế thừa tư tưởng của Adolf Hitler. Tuy nhiên thì cái tên bây giờ của tổ chức này không còn là UPA nữa, mà là một cái tên vô cùng quen thuộc với chúng ta, mà chính kênh mình cũng từng nhắc tới. Đó là cái tên Azov, được chỉ huy bởi Andriy Beresky, thủ lĩnh đầu tiên, là người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Ngày 12 tháng 11 năm 2014,
Azov đã được hợp nhất vào vệ binh quốc gia Ukraine. Bất chấp việc tiểu đoàn Azov trước khi được hợp nhất đã rất nổi tiếng với những cáo buộc về hành động tra tấn và những tội ác chiến tranh, cũng như truyền bá các tư tưởng của phát xít. Nhìn vào đám quân lính Azov, chúng ta sẽ thấy bóng hình phát xít đã quay trở lại. Và đáng chú ý là cũng vào năm 2014, một phát ngôn viên của tiểu đoàn Azov đã tuyên bố là có khoảng từ 10 đến 20% đơn vị Azov là tân quốc xã. Vào năm 2015, phát biểu trong một chương trình truyền hình, đại sứ Ukraine tại Đức Andriy Menik đã từng tuyên bố những phần tử phát xít mới là một phần của quân đội Ukraine. Ông Andriy Menik khi đó thì đang tham gia chương trình truyền hình của MC Gunter Jax, một trong những chương trình đối thoại về chính trị nổi tiếng nhất tại Đức. Và khi trả lời cho câu hỏi về sự hiện diện đông đảo của những kẻ lạ mặt mang phù hiệu chữ thập của phát xít Đức trong quân đội Ukraine, ông Andriy Menik đã trả lời rằng đó chính là Azov, đó là các phần tử theo chủ nghĩa phát xít cực hữu và là một phần của lực lượng vũ trang Ukraine. Tuy nhiên thì họ vẫn chịu sự kiểm soát và điều phối của chính quyền Kiev. Kiev cần họ, vì nếu không có họ, lực lượng quân đội Nga đã tiến xa hơn nữa vào lãnh thổ Ukraine. Đây không khác gì một sự hợp pháp hóa sự tồn tại của chủ nghĩa phát xít tại Ukraine và đưa thứ tư tưởng độc hại này quay lại một lần nữa. Thực chất thì mầm mống phát xít ngày trước bây giờ đã được chính quyền Kiev tận dụng như một quân bài để chống lại Nga. Họ mang tư tưởng bài Nga nên có động lực rất mạnh và vị thế thì cũng khá là hữu dụng. Chỉ cần tìm cách châm dầu vào lửa là cũng đủ để chiến sự nổ ra rồi. Việc sở hữu tiểu đoàn Azov không khác gì đang sở hữu một đội quân hiếu chiến, khát máu. Và chính vì sự hiếu chiến này nên cũng chính họ là kẻ đã nhẫn tâm gây ra vô số thương vong trên khắp miền Đông Donbass, Ukraine. Như những gì mà Tổng thống Putin nói về thực trạng ở Donbass trong những năm qua. Trên thực tế thì không một ngày nào trôi qua mà không có các cuộc pháo kích nhắm vào các thị trấn và làng mạc ở Donbass, miền Đông Ukraine. Những nơi vốn không phải tiền đồn quân sự mà chỉ là nhà cửa của những thường dân. Một nhóm lớn quân đội liên tục sử dụng máy bay không người lái để tấn công, dùng cả thiết bị hạng nặng, tên lửa, pháo và nhiều bệ phóng tên lửa. Việc giết hại dân thường, ngược đãi người dân, không tha kể cả trẻ em, phụ nữ và người già, vẫn tiếp tục không suy giảm, không có kết thúc trong suốt những năm qua. Sự thật là mọi người không thể tránh né được sự tồn tại của phát xít trong quân đội Ukraine. Và đó cũng là lý giải vì sao mà cuộc xung đột ở Donbass lại kéo dài đến tận 10 năm, cũng như các cuộc thảm sát nhắm vào dân thường liên tục được ghi nhận tại đây. Chỉ những phần tử cực đoan mới đủ nhẫn tâm nhắm vào thường dân, những người mà trước đó cũng là một phần máu thịt của Ukraine. Sự trỗi dậy của tân phát xít bắt đầu từ việc đầu độc người dân, đặc biệt là giới trẻ, ca ngợi chủ nghĩa phát xít. Tiếp đó từ những người trẻ tuổi lại thành lập nên các lực lượng vũ trang có tên là Azov. Và tất nhiên, mục tiêu tiếp theo không gì tránh khỏi, đó là một chính phủ. Các phần tử phát xít thì không chỉ có mặt trong quân đội chính quy của Ukraine, mà dần dà họ còn thành công gây ảnh hưởng lên chính quyền Kiev. Hồi tháng 11 năm 2014, Nga đã đề xuất với Liên Hợp Quốc về một nghị quyết mang tên lên án bất kỳ những ai có hành vi tôn vinh chủ nghĩa phát xít. Và chính Ukraine là một trong ba nước hiếm hoi bỏ phiếu chống lại nghị quyết này. Đồng thời thì Kiev cũng lên tiếng chối bỏ mọi tội ác chiến tranh mà Đức Quốc xã gây ra. Sự chi phối của phát xít đối với xã hội Ukraine được thấy rất rõ ràng. Vào tháng 4 năm 2015, Bộ Giáo dục và Khoa học của Ukraine đã trực tiếp bổ sung sửa đổi sách giáo khoa lịch sử lớp 11. Sách giáo khoa mới của Ukraine sau khi chỉnh sửa đã viết rằng Nga là đội quân xâm lược, cầm đầu bè lũ tay sai, đang xâm lược tổ quốc Ukraine. Chúng phá hoại đất nước, chúng giết hại thường dân Ukraine. Và quân đội nước này đang phải gồng mình trong cuộc chiến tranh nhân dân chống lại nước Nga xâm lược. Khi kẻ xâm lược được đổi từ Đức Quốc xã sang Liên Xô, những người ngã xuống bảo vệ tổ quốc giờ đây thì trở thành giặc. Sự tấn công có hệ thống đầu tiên về tư tưởng được bắt đầu từ chính môn học mà nhiều người ở đất nước chúng ta muốn biến thành môn lựa chọn, đó là lịch sử. Quyết tâm dạy dỗ giới trẻ Ukraine để họ ôm lòng thù hận nước Nga. Người Nga đã thấy rất rõ trong các chương trình giáo dục của Ukraine
để mà giờ đây, những người trẻ tuổi Ukraine xem quá khứ gắn với nước Nga sao Hoàng, với nước Liên Xô vĩ đại và Liên bang Nga đều là những quá khứ nhục nhã và cần phải phế bỏ. Họ thẳng tay kéo đổ tượng đài lãnh tụ Liên Xô Vladimir Lenin trong tiếng hò vang, mà đâu biết rằng đó cũng là một phần lịch sử huy hoàng của Ukraine. Họ còn tin rằng lịch sử của Ukraine phải được lớp trẻ Ukraine ngày nay viết lại để không còn liên quan gì tới nước Nga nữa. Tuy nhiên thì họ sẽ viết lại như thế nào đây, khi mà giờ đây trong lòng họ ngập tràn sự thù hằn với người Nga, và chỉ có một con đường để họ thực hiện nó, đó là bài trừ Nga. Trong số những bức tượng bị phá bỏ còn có cả tượng của nguyên soái Mikhail Kutuzov, một vị tướng nổi tiếng của nước Nga, người đã lãnh đạo quân đội đánh bại đội quân bất khả chiến bại của Napoleon vào năm 1812. Họ làm như thế, những gì liên quan tới nước Nga đều cần phải bị bài trừ vậy. Điều này thì không khác nào một số người Việt Nam đang xét lại cuộc kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ của dân tộc bằng những hành động đánh đuổi nền văn minh ra khỏi Việt Nam cả. Ngày 24 tháng 2 năm 2022, khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, nhiều người nghĩ rằng Nga đã đưa ra lời tuyên chiến như vậy, nhưng lời tuyên chiến với Moscow thực ra đã bắt đầu từ 7 năm trước rồi. Vào tháng 4 năm 2015, Quốc hội Ukraine đã tuyên chiến với Moscow bằng cách chính thức thông qua một điều luật quốc gia về việc lên án và cấm tuyên truyền quảng bá tư tưởng và các biểu tượng của chủ nghĩa phát xít và cả chủ nghĩa cộng sản, chính thức đánh đồng chủ nghĩa cộng sản cùng với phát xít. Ở Kiev khi đó, nhiều người, trong đó có cả quan chức Ukraine, đã ra sức tuyên truyền với giới trẻ Ukraine công nhận chế độ cộng sản, ý chí Liên Xô là tội phạm tương đương với chế độ phát xít độc tài. Việc chính quyền Kiev bôi nhọ hình ảnh Liên Xô đã tạo ra một khoảng trống cho chế độ phát xít tự do phát triển. Chúng bóp méo truyền thông, công kích tư tưởng người dân Ukraine và thổi bùng ngọn lửa thù hận với Nga. Đây được xem chính là lời tuyên chiến với Nga, khi ngay sau đó các cuộc pháo kích vào vùng Donbass, những vụ tắm máu dân thường của Azov đã diễn ra mạnh hơn bao giờ hết. Trên đây là quá trình mà ngụy sử đã đầu độc Ukraine. Việc làm của Nga ngày hôm nay là đúng hay sai, hãy để cho lịch sử phán xét. Chúng ta chỉ có thể chắc chắn rằng Ukraine không phải là một đất nước phát xít kiểu như Đức Quốc xã. Song thì cũng không thể phủ nhận mầm mống phát xít đang tồn tại trong lòng Ukraine và đã lớn dần trong suốt những năm vừa qua. Từ việc ban đầu chỉ là quân cờ dùng để chống Nga, chúng dần được đi vào sâu nội bộ chính quyền Ukraine. Và nếu một ngày nào đó, nếu thực sự xuất hiện một Adolf Hitler của Ukraine, thì thế giới này chắc chắn sẽ được diễn kiến một nhà nước phát xít mang tên Ukraine. Và qua đây, chúng ta cũng đang thấy được tác hại ghê gớm của việc xem nhẹ môn học lịch sử đã phá hỏng cả một thế hệ tương lai như thế nào.